Và toàn thể anh em mê âm thanh trên toàn quốc nha. Để tạo ra một chất âm ok, có thể nét nhất, chất âm trôi tự do siêu nét, thì hôm nay mình sẽ lên một cái cấu hình phối ghép. Đấy, để tránh cái hiện tượng là sai lệch tín hiệu gốc thì chúng ta sẽ dùng như thế này thì nó sẽ ok hơn rất nhiều anh em nhá. Đấy, chúng ta mình sẽ ghép như thế này này. Từ từ được mình tắt cái quạt điện đi đã, nó sẽ hơi buồn tí. Đấy. Đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con đẩy 24 này và một con ly 16 sò Bluetooth này. Đấy, chúng ta sẽ đây là một cái là phối ghép, nó mới tạo ra chất âm siêu nét nhất có thể được cho anh em nhá. Đấy, chúng ta cái này là những cái dòng âm ly này là không can thiệp tín hiệu đầu vào. Đấy, giữ nguyên tín hiệu gốc. Đấy, không có một hệ thống vang nâng nào anh em nhá. Đấy. Đấy, đây. Nguyên silic. Đấy, nguyên tín hiệu nhá. Đấy, cho anh em test chất âm tí nhá. Chúng ta có thể tùy chỉnh theo ưng ý ở trên những cái thiết bị như này. Đấy, hướng dẫn rất là dễ rồi. Hai kênh riêng biệt đây, dùng để làm vang. Đấy, dùng để làm vang nhé. Đây là một cái vang cao cấp. Đấy, âm ly 16 sò nhá. Đấy, riêng một cái âm ly này với một cái cục đẩy này thì giá thành thì nó cũng giá cũng rất là bình thường thôi. 3 triệu này. Cộng 4 triệu thì nếu mà đấy thì tính vào 6 triệu rưỡi thôi là cả hai thứ. Âm ly này, cục đẩy này là 6 triệu rưỡi nhá. Tổng của một cái dàn này là thành 40 sò rồi. Đấy, khi chúng ta phối ghép như thế này ấy, thì chúng ta kết hợp giữa âm ly 16 sò và đẩy 24 thì cộng lại thì nó thành 40 sò. Đấy, rất đẳng cấp. Đấy, thì phối ghép thì cũng rất đơn giản thôi. Đây, cái tín hiệu input là đây, là từ cái nó ghi là input thì chúng ta cắm từ máy tính sang đây. Đấy, đấy. Ở đây nó có cái đường line này, đường line nhá. Chúng ta sẽ cắm cái đường này để xuống đẩy. Cắm cái đường này để xuống đẩy đây, xuống đẩy với cái đường này. Đấy. Cái âm ly bên trên thì chúng ta có thể tận dụng hoặc chúng ta có thể lắp thêm được một đôi loa bass 25 này vào để đánh công suất nhỏ hơn. Đấy. Còn bên dưới thì chúng ta đánh một đôi loa full đây. Quân 65 đây. Đấy. Anh em nhá. Đấy, ở bên trên nếu mà chúng ta chưa thích nâng cấp thêm một đôi loa bass 25 thì chúng ta có thể câu tép ở bên trên. Đấy, tép này là 1 triệu rưỡi một đôi. Nó câu tép ở bên trên. Đấy, tận dụng tối đa công suất. Đấy. Đây là một cái dòng có thể nói là ghép phối ghép như này nó thành 40 sò của cái hệ thống này rồi nhá. Nó cực khỏe. Đấy, con đẩy 24 và một con âm ly 16 sò cộng lại thì nó thành 40 sò nhưng mà hai công suất riêng biệt nhá anh em nhá. Đấy, công suất bên trên thì mình vừa làm dùng vang luôn, vừa làm nâng tiếng luôn. Đấy, làm những cái thiết bị chỉnh thân tần đầu vào bắt chép luôn. Đấy, chứ còn cái bên dưới thì chúng ta câu loa to. Vì công suất nó 24 nó to thì chúng ta câu loa full to. Đấy, còn cái bên trên thì chúng ta có thể lắp tép hoặc là lắp loa bass 25 này. Đấy, nhiếc dây đầy rất đầy đủ. 1 2 3 4. Đấy, đôi loa full đây. Đấy, mình ngồi rất gần đây. Đôi này hiện tại bây giờ mình bán là 5 triệu rưỡi. Đấy, cái này loa xịn thì chúng tôi đã làm lại rồi. Đấy, nó làm sạch nó mới nét được. Đấy, nhạy nhiều hay nhạy ít là do chúng ta chỉnh. Đấy. Nào đó được đâu lòng người ta, ai biết có dài lâu. Để cân chỉnh thì cũng rất dễ dàng. Chúng ta sẽ chỉnh na ná thôi. Chỉnh na ná này. Để mình sẽ... vì mình ở cứ đi gần thì chỉnh na ná nó hài hòa thôi, nó tùy từng không gian anh em nhá, thì chúng ta sẽ chỉnh như thế nào. Đấy, anh em lấy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn.
Cái này là mình chỉ nói qua qua về cái hướng có thể là giữ nguyên chất âm, giữ nguyên chất âm bản gốc để tạo ra chất âm siêu nét. Đấy, đấy, khuấy ghép như thế này thì nó có thể nó là rất là ok. Đây là một con âm ly 16 sò cộng với con đẩy. Đấy, bên trên thì công suất riêng nhá. Bên trên thì chúng ta đánh công suất của 16 sò, bên dưới là công suất của đẩy 24. Phối ghép vào lấy tín hiệu của đứng lin của cái âm ly này. Đấy. Nha, anh em nha. Rất là nét. Lúc kia chúng ta không điều chỉnh bên dưới nữa, mình chỉ điều chỉnh cái bên trên thôi. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai. Đấy, chất âm nó sẽ rơi tự do mà nó sẽ sắc nét. Đấy, có nghĩa là nó chất âm vào từ YouTube vào như thế nào thì để ra y sệt như vậy, nó sẽ không bị biến dạng. Đấy, đấy là một cái phong cách chơi. Nếu mà anh em muốn tạo ra chất âm siêu nét thì chúng ta ghép như thế này thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy, mình chỉ tư vấn như vậy. Đấy, tổng của cái bộ này là thành 40 sò rồi anh em nhá. Đấy, hai thớt này là 40 sò và chúng ta chỉ cần hai thiết bị này là đủ rồi, không cần phải mua thiết bị gì khác. Đấy nha nha. Đấy, cái chi tiết thì anh em có thể đây là cái không gian hơi hẹp thì ngày mai mình sẽ làm cái nó thoáng thì chúng ta sẽ chỉnh nó chi tiết hơn. Thế hôm nay mình chỉ giới thiệu qua qua về cái hướng như vậy thôi. Đấy nha, đấy rất là nét. Đấy, cái bộ này hiện tại bây giờ mình chế tính là 6,5 triệu một hai thớt này nhá, còn chưa bao ship nhá. Đấy, nếu mà bao ship thì cũng phải hết hai con này thì nó hết hơi nhiều. Nếu mà tổng của cái bộ này cũng phải rơi vào 7 triệu rồi, hai thớt này rồi 7 triệu. Đấy, cộng một đôi loa 5,5 triệu này. Đấy, 7 triệu thì thành 12,5 triệu, cộng một đôi tép 1,5 triệu là thành 14 triệu anh em nhá. 14 triệu cộng với một bộ mic, đôi mic không dây nữa. Đây, mic không dây xịn 2 triệu này nữa này. Đấy, là thành 16 triệu. 16 triệu cộng với một đôi loa bass 25 này nữa, 2,5 triệu nữa. Thì nó phải rơi vào 18,5 triệu thì thành 19 triệu là bộ sắc nét nhất có thể cho anh em luôn. Đấy. Nói chung là nếu mà thì cũng phải mỗi thứ bớt một ít thì nó cũng phải rơi vào 18 triệu là bộ nét nhất có thể. Đấy, mà chưa có súp anh em nhá. Nếu mà anh em muốn súp thì là 3 triệu nữa. Đấy, súp điện. Đấy, nói chung là cứ trên dưới 20 một tí là ok, là bộ đẹp. Đấy. Hy vọng bao nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Đây là một cái phương án tốt nhất để anh em mà muốn nghe nhạc hay thì mình sẽ tư vấn cho anh em như vậy. Đấy, nếu mà còn anh em mà muốn lấy cái thớt này không thì là nếu mà cả tiền ship nữa là vào đóng gói nữa thành 7 triệu cả hai thớt này luôn. Đấy, là ok nhá. Anh em có thể cần thì liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình đây, 0973 533 239. Đó, mình chỉ chuyên săn chất âm. Những cái dòng loa này chúng tôi phải là đã làm lại phân tần cho anh em rồi, nó rất là nét luôn. Đấy.
anh em cần hàng đẹp thì liên hệ với mình trên kênh YouTube Điện tử Phượng Lưu nhá. Đấy, đây là phối ghép từ âm ly 16 sò với đẩy 24 thành một công suất tích hợp 40 sò. Đấy, chúng ta gõ thoải mái. Đấy, chất âm siêu nét. Đấy, cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem kênh YouTube Điện tử Phượng Lưu nhá. Chuyên săn chất âm và loa tép chống cháy 100%. Cảm ơn toàn thể anh em nhá.